Xe lại hoặc là app store nha các bạn. Là Long Vlog hôm nay mình sẽ nó thơm. Quay trước nè. Quay theo vòng. Quay theo vòng. Từ bên quân đi. Quân sẽ quay nha. Quay đâu? Bấm vào đây. Nha mà nào đang hồi đó nha. Đang cho cảm xúc cho em. Cái cầu này màu cam màu. Đúng rồi. Màu cam màu cam. Ai? Tụi mình ra đây mình sẽ ăn nha các bạn. Ngon. Mùi mùi vậy. Mùi nhả. Mùi nhả. Mùi nói. Cái mùi mà nó ứ thúi giống mùi chất á. Nói nè. Đây, bảy màu. Bảy màu. Đổ ra luôn, đổ ra luôn. Mùi đi. Mùi bảy màu. Ờ, đây các bạn nha. Không phải. Bảy màu coi. Mùi thối lắm bạn. Mùi gì? Mùi gì? Mùi thối. Mùi gì? Mùi gì? Thối gì? Thối gì? Thối gì? Ăn đi, ăn đi. Mình sẽ ăn nha các bạn. Đừng cười, đừng cười. Đâu, nó chắc càng thơm rồi. Càng thơm rồi. Càng thơm rồi, nó được càng thơm rồi. Không. Rồi, vậy là mày hay này. Vậy hay này. Dính đồ rồi không? Ngọt. Vậy là hai người này thắng nha các bạn. Hai người này ăn được ngọt. Bây giờ qua vòng 2. Qua vòng 2 nha các bạn. Hoàng với Quân. Quân thắng nha. Mình sẽ quay tiếp nha các bạn. Tỷ số là 1-0 nha các bạn. Nghe cái cục mũi đi. Yes. Mùi này coi chừng mùi chút mũi à. Rồi. Mình nói chút mẹ các bạn. À, đừng chửi thầy nha. Rồi, rồi. Nó có mùi gì cứ khẽ. Trời ơi, xui quá. Mùi nó giống mình cỏ, trộn với ớt. Trời, còn vậy là tự tiết. Đây các bạn. Đá là mùi nó cũng thật sao. Đá là mùi nó cũng thật sao. Ăn đi, ngon. Trời, xui quá. Trời, bữa đây luôn á. Đổi đổi thế này đi. Đổi này. Trời ơi. Xong rồi. Muốn vui vẻ không các bạn ơi. Thôi vậy thôi. Sao? Thôi. Thôi lại. Đổi đổi. Đổi. Cái mình ăn để mình ăn vậy. Các bạn thôi. Đổi đổi. Rồi đây. Dòng này là dòng chung kết luôn các bạn. Nếu mà đội nào thua là ăn hai viên nha các bạn. Mình sẽ quay lần 3 nha các bạn. Cái đội thua nha các bạn. Mình sẽ tự quay luôn các bạn. Sau đây mình sẽ quay à. Ai thua nữa thôi. Ừ, rồi viên này là có đây nè, tầng 2 các bạn. Đó là một cục bảy màu.
không được là bỏ vô hai viên cho mẹ luôn nha. Rồi cục trắng nè. Rồi axit. Mùi nó như biết ăn vậy rồi. Mấy thằng chó. Mùi nó làm gì chó? Con chó ăn không được hết. À, chết. Tiếp tục. Anh Bảo và Quân xem. Mùi nó. Yeah. Mùi nó rồi. Mùi nó làm gì nhiều quá. Chị là anh Bảo. Nãy đè quá. Chị là anh Bảo. Đó. Con hỏi này chết nhau nha. Hai viên đạn luôn. Bảo nó hồi với giá này con ngủ với nhau nha. Không, đi về. Như chút cho mấy thằng chút này. 16 xị không à? Hai viên nữa xị không? Vì nãy mày nó dụ. Con chó hỏi với nhau. Thì con hỏi này chút. Rồi rồi. Thôi con về nhà con luôn. Nó cỡ
thanh mặt mày hết rồi, bây giờ còn 5 giống 5 viên, mình sẽ ăn 5 viên luôn nha các bạn. Máu. Máu rồi đó. Cái này máu rồi, máu lửa hay à. Mùi ớt kìa. Mùi ớt chứ mà bắn quá. Đừng nói mày, đừng nói mày. Không cho nó bỏ cửa các bạn.